Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi tất cả các dòng điện thoại luôn. Địa chỉ của bên mình là số 28/15 đường Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp nha. Bên mình có nhận giao lưu trao đổi nha. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh muốn giao lưu trao đổi trải nghiệm máy thì cứ qua bên mình nha mọi người. Anh em ở tỉnh thì bên mình có bán hàng theo hình thức là ship code toàn quốc. Thì ship hàng tới anh em được kiểm tra máy, test máy ok thì anh em mới nhận hàng. Còn bên mình thì bán hàng sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng nha. Anh em muốn mua hàng thì gọi điện thoại hoặc là áp số điện thoại này qua Zalo nha, nhắn tin qua Zalo cũng được. Số điện thoại của mình là 0839 444 400 nha mọi người. Hôm nay thì mình có mấy cái máy phù hợp mình giới thiệu cho anh em nha. Đây là cái Redmi Note 8 Pro hàng chính hãng, máy thì máy đẹp như mới luôn nha. Con này cũng chắc chưa xài đâu, máy người ta mua chưa xài nha, còn đẹp len keng, đẹp như mới luôn nha mọi người. Máy này mua chưa xài luôn đâu, máy đẹp như mới thôi. Con này thì phụ kiện đồ còn đầy đủ, chưa buông chưa khui luôn nha. Nó 8 Pro. Con này thì RAM 6 và nhớ 164. RAM 6 của 164 nha. Con này thì bên mình đang bán với giá là 3.750.000. Nó 8 Pro nha, máy đẹp như mới, mua chưa xài luôn. Vivo V17 Pro nha. Con này thì sạc cáp ngoài nha mọi người. Máy thì ngoại hình cũng đẹp như mới luôn, V17 Pro. V17 Pro nha, nó chỉ có hộp, phụ kiện thì có tai nghe thôi. Con này thì RAM 8 và nhớ trong nó là 128, chip 675 nha. Máy đẹp 99% như mới luôn. Con này bên mình bán với giá là 4.650.000 nha. Vivo V17 Pro. VinMark Lite 4 nha. RAM 4 và nhớ trong 64, máy đẹp 99%. Con này chạy chip 675, màn hình độc lỗ nha. Camera trước trong màn hình. Máy màn hình rất là to nha mọi người. Con này chiếc màn hình 6.5 66 inch nha. Camera AI 48.4, camera sau. Con này thì bên mình bán với giá là 3.150.000 nha. VinMark Lite 4 3.150.000. Redmi 5i RAM 4, bộ nhớ trong 64 luôn, chip 665. Máy thì đẹp 99 nha. Con này bên mình bán với giá là 2.650.000. 5i Rode Phone 3 nha. Rode Phone 3 này đây. Máy trầy nhẹ viết chỗ đây thôi nha, trầy nhẹ đang viết chỗ đây thôi. Con này RAM 12, bộ nhớ trong 128GB, chip Snapdragon 865 nha. Con này còn full box đầy đủ phụ kiện luôn nha mọi người. Con này là con máy dành cho chuyên game. Phụ kiện nó đây, cốc, cái cốc sạc to chỗ, to chà bá luôn nha. Con này thì Rode Phone 3 thì bên mình đang bán với giá là 11.250.000 nha. Rode Phone 3 11.250.000. Anh em là muốn chiến game thì mua con này về chiến game nha. Con này cấu hình rất là mạnh luôn và nó tản nhiệt, có hệ thống tản nhiệt. Nói chung là loa của con này nghe khá là to luôn, loa rất là to. Xiaomi Mi Note 10 Lite nha. Hôm nay mình có cái Mi Note 10 Lite nữa. Cái này cũng nguyên hộp luôn. Con này là bản RAM 6 và nhớ trong nó là 64GB. Máy chính hãng nha. Đây. Còn full box đầy đủ phụ kiện luôn nha. RAM 6 và nhớ trong 64, máy còn đẹp keng. Bên mình bán con này với giá là 5.950.000. Mi Note 10 Lite 6 và nhớ trong 64. Màn hình cong 5.950.000 nha. Con này là con Intel S42 nha mọi người. Con này mình sẽ bán cho mọi người rẻ thôi, 950.000. Anh em nào mua chữa cháy thì mua nha. Máy thì còn rất là đẹp, đẹp 98% nha mọi người. RAM 3 và 132GB. iPhone 11 màu quay môn, máy đẹp như mới luôn, 99%, pin còn 100% luôn nha. Máy nguyên zin app bản quốc tế,
Mỹ nha, xách tay từ Mỹ. Con này bên mình bán với giá là 13 triệu 250 ngàn. Nói chung là giá này là rẻ nhất thị trường rồi, chứ không ai rẻ nữa đâu. Con này là con Oppo A31 nha, máy đẹp 99%, RAM 4 GB 128. Con này bên mình bán với giá là 2 triệu 950 ngàn nha. Redmi 5 thì mình có RAM 3 và RAM 4 luôn. Máy đẹp keng 98%, thì Redmi 5 mình bán với giá là 2 triệu 350 ngàn cho bản RAM 3 GB 64 và RAM 4 GB 128, thì bên mình bán với giá là 2650 nha. Con này là chip thì nó là gần 665, màn hình 6.5 và pin nó là 5000. Con này là con V-Smart Star 3. Con này Star 4 chứ, Star 4 nha mọi người. Máy đẹp keng 99, con Star 4 này thì bên mình bán với giá là 1 triệu 550 ngàn. Và mình có con V-Max Star 3 nữa nè. Star 3 thì máy hơi trầy trầy, bên mình sẽ bán con này với giá là 1 triệu 250 ngàn nha. Redmi K30 5G nha. K30 Pro 5G. Mình có hai cây luôn, màu trắng và màu xanh. Con màu xanh này thì về máy 98%, mình còn full box, còn màu trắng này thì đẹp như mới luôn, 99% nha. K30 Pro 5G. Con này là chạy chip Snapdragon 865 nha, màn hình nó là 6.5 656 gì đấy. Con này thì bên mình bán với giá là 7 triệu 550 ngàn nha. 7 triệu 550 ngàn. Con này là con Vivo Y20. Máy đẹp 99%, màu xanh, RAM 4 GB 128 nha. Y20 này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 950 ngàn. LG G8. G8 Thin Quy nha, máy đẹp 99%, RAM nó là được RAM con này mình cũng không nhớ rõ nữa. Con này chip 855 nha. Con này RAM chắc 6GB, vừa nhớ trong là 128GB nha mọi người. G8 Thin Quy, con này bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 650 ngàn. 4 triệu 650 ngàn nha. Con này là con Vivo V20. Máy đẹp 99% nha mọi người, đẹp lắm luôn. Con này thì rất là ít hàng, lâu hôm nay mình có mua được mấy cây thôi, máy rất là đẹp luôn. Con này thì bên mình bán với giá là 5 triệu 950 ngàn nha. V20. Con này là iPhone 11 tiếp, màu đen. Máy hơi chạy chạy vì nó là nguyên zin app luôn nha, pin 99%. Con này bên mình bán với giá là 13 triệu. Con này là con Huawei 3i nha. 3i này thì bên mình bán 1 triệu 950 ngàn nha. Máy hơi chạy chạy. Reno 3. Reno 3 thì RAM nó là được 8 GB 128 nha. Reno 3 thì hôm nay mình sẽ bán với giá là 4 triệu 250 ngàn nha. Reno 3. Con này là con Huawei Nova 5T, máy đẹp 99 nha. 98-99% thôi. Con này chạy chip Kirin 980, RAM 8 GB 128 GB. Bên mình bán con này với giá là 4 triệu 850 ngàn. Honor 8X. Con này thì máy hơi trầy trầy nha. RAM 4 GB 64. Đây. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 050 ngàn. Samsung A51 nha, máy đẹp 99%, màu xanh này. RAM 6 GB 128, thì con này bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 550 ngàn nha. Còn mình có một con màu cam này nè. Màu cam này đẹp 99% như mới luôn nha. Con này thì chắc bảo hành còn rất là dài, bảo hành phải 10 11 tháng nữa nha mọi người. Con màu cam này thì bên mình bán với giá là 4 triệu 650 ngàn. Màu xanh này cũng còn rất là đẹp luôn, hai cây đế đẹp nha. Redmi 7 Pro, máy đẹp 99% nha mọi người. Con này thì cũng mới ra thôi, không có hàng nhiều đâu nha. Redmi 7 Pro. Camera 64 chấm, 4 camera, con này cầm cực kỳ chắc chắn và sướng luôn nha. Con này thì bên mình bán với giá là 6 triệu 150 ngàn, Redmi 7 Pro nha. Con này là con
A6 cộng. A6 cộng thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 350 ngàn nha. Con này RAM 4 GB, màn hình nó là 6 inch. Con 7 rùa này thì bữa có anh em dặn mà bữa nay mình mới có hàng nha. Con này cực kỳ ít hàng, tại nó mới ra thôi. Con này chạy chip 720G, RAM 8 GB, 128 nha. Rất là đẹp luôn. Galaxy Note 10 sách tay, con này bên mình sẽ bán với giá là 8 triệu 850 ngàn nha. Note 10 hai sim hai sóng luôn. Con này là con Nokia 6.1, con này thì máy hơi xấu nha, hơi bị trầy đấy. Trầy. Con này bên mình sẽ bán với giá là 1 triệu 150 ngàn thôi, bán giá rẻ cho anh em nào muốn mua thì trái thì mình có giá rẻ đó. Oppo A92, con A92 này thì nó hơi trầy lưng nha, đây hơi trầy lưng nhiều. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 950 ngàn thôi, xả rẻ nha. Redmi 5i nha, con này máy đẹp 99, RAM 4, bên mình bán con này với giá là 2 triệu 550 ngàn. Và con này thì máy đẹp 98, con này đẹp 98 nha, trầy hơi trầy trầy lên nhẹ thôi. Con này cũng RAM 4 luôn, bên mình bán con này với giá là 2 triệu 350 ngàn nha, 2 triệu 450 ngàn chứ, sorry mọi người. Con này là chip 665 nha mọi người, Redmi 5 là chip 665. Con này là con Galaxy S9 cộng, bản chính hãng nha, máy thì nguyên zin, còn đẹp keng nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 950 ngàn. Con này là con Redmi 5i, con này thì màu tím mà máy hơi trầy trầy, đẹp tầm 97-98% nha. Con sorry mọi người nha, con này con Redmi 5, máy đẹp 97-98%, RAM 3 bộ nhớ trong 64 GB. Redmi 5 thì bên mình bán với giá là 2 triệu 150 ngàn nha. Oppo A92, máy đẹp 98 nha, con này bên mình bán với giá là 4 triệu 350 ngàn. Cái này là cây Vivo V19 Neo nha, máy đẹp keng. V19 Neo này thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 250 ngàn. Reno 4 nha, hôm nay còn một cây duy nhất thôi, màu tím này nè, tím mộng mơ quá. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 550 ngàn. Reno 4 nha, 5 triệu 550 ngàn. Con này chắc bảo hành còn rất là xa luôn, phải bảo hành bên trên 10 tháng nữa nha. Oppo A93 cũng máy đẹp 99 luôn, con này bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 450 ngàn nha. Hôm nay thì mình sẽ không đọc cấu hình nhiều, tại vì hôm nay mình quay máy thôi. Con này là con Vivo i30, máy đẹp 99% nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu, là 3 triệu nha, 3 triệu. A11, Samsung A11, con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 250 ngàn nha. RAM 3 bộ nhớ 132 đó. Con này Reno 3 màu đen. Reno 3 màu đen này thì bên mình sẽ bán với giá là 4 triệu 250 ngàn. Vsmart Aris Pro nha, Aris Pro camera nằm dưới màn hình luôn. Đây. Con Aris Pro này thì chip 730, bên mình bán con này với giá là 6 triệu 350 ngàn nha. Con này thì nó đẹp như mới luôn, mới mua được hai ba mấy ngày thôi. Con này là con A91 màu đen nha, màu xanh nha. Con A91 này thì RAM 8 GB, 128, máy đẹp 99 luôn nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 850 ngàn thôi. Cái này là cây Active 3 nha, RAM 6. Con này thì mặt lưng nó cũng hơi xấu nha. Con này bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 150 ngàn, RAM 6 và như 64. Lưng hơi trầy nhiều nha. Đó. Samsung Galaxy Note 10. Con này hàng chính hãng thì viền con này trầy cũng khá nhiều luôn. Con Note 10 này thì bên mình sẽ bán với giá là 8 triệu 650 ngàn nha. Giảm giá mấy cái này luôn. Oppo Reno 2F máy đẹp keng 98-99% nha mọi người. Con Reno 2F này thì mình sẽ bán với giá là 4 triệu 150 ngàn. Oppo Reno 2 màu hường nha, máy đẹp 99. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 550 ngàn nha.
Hôm nay thì mình có một số cây mình sẽ hạ giá cho mọi người nha. Oppo A5 2020, RAM 4 và nhớ trong 128 nha, máy đẹp 99. A5 2020 này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu. Oppo A9 2020 nha, RAM 8, con này thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 550 ngàn. Galaxy S20 cộng, hàng chính hãng Samsung Việt Nam, máy đẹp 98% nha mọi người. 98% là bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 350 ngàn. Và máy đẹp 99 thì bên mình sẽ bán với giá là 11 triệu 650 ngàn nha. S20 cộng, hàng chính hãng. Những con S20 cộng này còn bảo hành tới tháng 3 2021 nha. Bảo hành phải còn 5 tháng nữa nha mọi người. Có cây 6 tháng, có cây 7 tháng luôn nha. Đó. Cây này là cây Vivo V19, máy đẹp 98%. Bên mình bán V19 với giá là 4 triệu 850 ngàn nha. Không tìm được ở đâu rẻ hơn nữa đâu. Con này là con A53, Oppo A53, máy đẹp 99 nha. A53 thì bên mình sẽ bán với giá là 3 triệu 550 ngàn. Galaxy S20 màu hường nha mọi người, cũng bảo hành tới tháng 3 luôn. Máy đẹp 97-98%. S20 này thì bên mình sẽ bán với giá là 9 triệu 550 ngàn. Galaxy Note 10 Lite nha, máy đẹp 97-98 này thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 850 ngàn. Và cái này đẹp 99 thì bên mình sẽ bán với giá là 6 triệu 950 ngàn nha. Hôm nay mình còn một cây Note 20 Ultra thôi. Máy đẹp 99%, bảo hành tới cuối tháng 9-2021 nha. Máy rất là đẹp luôn. Hàng chính hãng Samsung Việt Nam. Con này bên mình bán với giá là 17 triệu 650 ngàn nha. Cây này là cây Galaxy Note 20. Note 20 thì bên mình sẽ bán với giá là 13 triệu 750 ngàn. Samsung Tab S6 Lite nha mọi người, máy đẹp 99%. Con này bên mình sẽ bán với giá là 5 triệu 650 ngàn. Tab A2019 8 inch, RAM 2 và nhớ trong 32 nha, máy đẹp 99. Con này thì bên mình sẽ bán với giá là 2 triệu 350 ngàn nha. Bên mình thì bán thì bảo hành cho mọi người là 3 tháng và phụ kiện đi kèm là cáp sạc tai nghe nha mọi người. Anh em nào muốn mua hàng thì bên liên hệ với bên mình. Anh em nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp nha. Anh em coi video cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình luôn nha mọi người. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình. Anh em nào có nhu cầu muốn giao lưu đổi máy thì cứ liên hệ tới bên mình nha. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi clip của mình ạ.